Tôi xin kính chào các quý vị dân tộc thân mến và yêu quý nhất của chúng ta, là những quý vị các quý vị sắc tộc của Do Thái của chúng ta, hoặc là 12 nhóm sắc tộc của Do Thái của chúng ta, đúng không? Thì cũng tất nhiên là những vị ngoại tộc muốn nghe thì họ cứ tự nhiên, vì cái sự thật là không có phân biệt, đúng không? Vì ai cũng xứng đáng được nghe cái sự thật, đúng không? Thì hôm nay á, riêng cái video ngày hôm nay á, thì tôi muốn dành là để nói về cái sự yêu thương của Chúa Cha và cái cách mà chúng ta có thể yêu thương Chúa Cha đúng đắn, đúng không? Vì tôi thấy vẫn nhiều số quý vị chưa có hiểu cái điều này, nên cho dù quý vị đã hiểu rồi hay không hiểu thì cái đó không thành vấn đề. Cái vấn đề ở đây là tôi muốn dành riêng cái video này là để nói cái chủ đề đó, là cái cách mà chúng ta phải yêu thương Chúa Cha, đúng không? Cách đúng đắn và theo những gì Ngài đã nói trong cái quyển sách Kinh Thánh của chúng ta, đúng không? Thì trước 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 khi chúng ta sẽ bắt đầu với cái chủ đề thì tôi sẽ đọc một cái đoạn từ trong sách Kinh Thánh của chúng ta. Thì cái đoạn này thì quý vị cũng đã quen thuộc rồi, thì nhưng mà tôi cũng phải đọc ra, đúng không? Thì trong Matthew chương 5 đoạn 17: "Đừng suy nghĩ là tôi đã đến để tiêu diệt, hủy hoại hoặc là phá hoại các luật lệ hoặc các vị tiên tri." Đúng không? Tôi đến không để tiêu diệt hoặc là hủy hoại hoặc là chống đối, nhưng để thực hiện hoặc là tuân theo hoặc làm theo nó, là cái luật lệ đó. Tất cả các cái lệnh đó, là 10 cái lệnh đó, là đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ trước trước tiên. Thì tiếp theo thì tôi muốn đọc cái đoạn này trong cái quyển sách Kinh Thánh của chúng ta, thì quý vị cũng đã quen thuộc rồi, vì tôi cũng đã đọc vài lần rồi hoặc là nhiều lần rồi, nhưng mà tôi cũng vẫn phải đọc cái phần này để mà nhắc nhở chúng ta, để mà chúng ta không có thể quên được, đúng không? Thì trong cái quyển sách OC đó, chương 3 đoạn 6 đó: "Dân tộc của tôi bị tiêu diệt, hủy hoại hoặc giết hại hoặc là phá hoại á, là vì thiếu kiến thức, đúng không? Hoặc là vô ý thức, đúng không? Bởi vì họ hoặc quý vị đã từ chối kiến thức của Ngài, đúng không? Tôi hoặc ta cũng sẽ từ chối quý vị. Quý vị sẽ không là những vị thực hiện thánh lễ gì đối với tôi. Thì thấy quý vị đã quên đi những cái luật lệ của Chúa Cha, tôi cũng sẽ quên đi những các con của quý vị." Cái đó là cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ rất là kỹ, vì Ngài đã cực kỳ nói rất là rõ ràng trong cái đoạn đó, đúng không? Thì chúng ta hãy bắt đầu với cái chủ đề ha. Thì cái chủ đề thì cái cách đúng đắn nhất và duy nhất và chúng ta có thể yêu thương Chúa Cha của chúng ta là anh bị hờ mơ, hoặc là tôi vẫn là tôi, hoặc là Ngài vẫn là như vậy, nghĩa là hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi sẽ là như vậy, nghĩa là Ngài sẽ không bao giờ thay đổi, đúng không? Thì đó là cái ý nghĩa của nó, đúng không?
Thì cái cách mà chúng ta yêu thương Chúa Cha thì chúng ta phải giữ cái ngày Sa-bát trong sạch, đúng không? Là cái điều rất là cực kỳ quan trọng. Cái cách mà chúng ta yêu thương Chúa Cha là phải, trước tiên là cũng là phải nhớ giữ cái ngày Sa-bát trong sạch, nghĩa là cái ngày thứ bảy đó, đúng không? Nghĩa là từ chủ nhật tới tối thứ bảy, đúng không? Thì ngày Sa-bát là từ từ ngày từ tối thứ sáu đến tối thứ bảy là ngày Sa-bát, đúng không? Thì tuyệt đối nhất định quý vị phải giữ cái ngày đó trong sạch, không? Quý vị bắt buộc phải giữ cái ngày đó trong sạch. Quý vị phải giữ cái ngày đó trong sạch, không? Phải nhớ giữ cái ngày đó trong sạch. Và đừng có phạm tội và đừng có chống đối 10 cái lệnh, không? Hoặc là những cái luật lệ khác của ngày, không? Thì quý vị hãy cố gắng hết sức mình, không? Thì đó là cái điều trước tiên mà tôi muốn nêu ra hoặc nói ra cho rõ ràng, không? Thì cái cách mà chúng ta yêu thương Chúa Cha là phải giữ cái ngày Sa-bát trong sạch, không? Và hãy tôn vinh, không? Ca ngợi và yêu thương ngày vào ngày đó, không? Thì như tôi đã nói, chúng ta phải tuyệt đối đừng có chống đối 10 cái lệnh hoặc là cái luật lệ của Chúa Cha vào ngày Sa-bát, và chúng ta phải nhất định tôn vinh, ca ngợi, yêu thương ngày vào ngày Sa-bát, không? Là chúng ta phải yêu thương ngày vào ngày Sa-bát. Thì tất nhiên là chúng ta phải yêu thương hàng xóm của mình rồi, phải không? Thì là gia đình của chúng ta, dân tộc của chúng ta, những vị ngoại tộc, vân vân, đúng không? Thì đó là cái điều mà tôi muốn phải nói cho rõ ràng, đúng không? Thì tôi xin bắt đầu đọc trong cái quyển sách Giăng á, chương 14 á. Trong quyển sách Giăng 14 á, thì chương 15 á, ý là đoạn 15 á, này, Giăng 14 nha, chương đoạn 15 này. Giăng 14 là chương 14 đó, là đoạn 15 á. Thì tôi xin phép đọc. Nếu quý vị yêu thương tôi, giữ những các cái lệnh hoặc cái điều răn đó của tôi, không? Thì giữ là sao? Thì làm theo, đúng không? Thì chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nếu mà các vị hoặc là nếu mà quý vị muốn yêu thương Chúa Cha của chúng ta thì quý vị phải phải làm theo 10 cái lệnh hoặc là cái luật lệ của Chúa Cha, đúng không? Thì quý vị phải nhất định, phải tuyệt đối, phải làm theo, không? Bắt buộc phải làm theo 10 cái lệnh và phải giữ 10 cái lệnh như tôi đã nói, phải không? Phải giữ cái ngày Sa-bát trong sạch, nghĩa là ngày Sa-bát là từ tối thứ sáu cho tới khi tối thứ bảy là ngày Sa-bát, phải không? Từ bắt đầu tối thứ sáu tới khi tối thứ bảy là trong cái ngày đó là ngày Sa-bát, phải không? Trước và sau đó thì là ngày ngày bình thường, đúng không? Thì quý vị hãy nhớ nha, vì nó rất là cực kỳ quan trọng, đúng không? Có lẽ là bây giờ quý vị không thấy cái sự quan trọng của nó, nhưng mà sau này quý vị sẽ hiểu cực kỳ rõ ràng. Thì ngài đã nói á, thêm nữa trước khi tôi bắt đầu với cái đoạn sau á, đoạn 16 á, thì tôi cũng muốn nêu ra một cái điều này. Nếu nếu mà giảng Chris Hare á, là một vị đạo đức giả dối á, thì làm gì cái bọn Pharisee, Sadducee và Scribes lại muốn giết hại ngài, hoặc là những cái bọn La Mã thầy đó, đúng không? Thì nếu mà
Nếu mà Ngài thực sự không có giảng đạo đạo lý của Chúa Cha, hoặc là những cái tin mừng, cái tin lành, cái tin tốt, cái tin đẹp của Ngài á, không những cái luật lệ của Ngài á, những cái sự thật lời và cái sự thật của Chúa Cha, thì làm gì có cái chuyện mà những vị đó muốn giết hại Ngài, đúng không? Muốn tiêu diệt Ngài. Thì cũng như những gì tôi nói này với quý vị bây giờ này, và những gì mà tôi đã dạy cho quý vị này, thì tất nhiên những gì tôi nói thì nó cực kỳ là sao, rất là thô lỗ, đúng không? Và nó cực kỳ rất là cảm thấy khó chịu, đúng không? Rồi quý vị thấy là nó rất là cực kỳ đối mặt, đúng không? Thì đó là sự thật mà, đúng không? Thì chỉ có sự thật thì của Chúa Cha thì nó mới có thể làm được như vậy, đúng không? Thì cái chuyện đó là không phải tôi, đúng không? Tôi chỉ là một cái đền thờ mà Chúa Cha đã quyết định chọn hoặc dùng để mà có thể chuyển lời, có thể dạy cho quý vị những cái điều này, có thể chia sẻ với quý vị những cái kiến thức của Ngài, cái sự hiểu biết, cái sự khôn ngoan, phải không? Hoặc nói là một cách khác thì là cái hoặc là cái trình độ của Ngài, đúng không? Cái bằng cấp của Ngài, đúng không? Thì cũng như là cái đạo lý của Ngài, cái luật lệ, cái tiêu chuẩn và cái trình độ của Ngài, đúng không? Thì là cái bằng cấp, đúng không? Thì ý tôi muốn nói đây là Ngài, tôi chỉ là một vị đàn ông dân tộc Do Thái, hoặc là con cái của Ngài, hoặc con trai của một vị đàn ông dân tộc của Do Thái của chúng ta mà thôi, để mà Ngài có thể dùng tôi dạy những cái điều này, truyền lại những cái điều này. Và tôi hy vọng là sau này quý vị nên thông cảm cho tôi, đúng không? Nếu mà tôi có sai sót hay là này kia, đúng không? Thì tôi cũng đâu có hoàn hảo đâu, đúng không? Thì cái điều đó thì dĩ nhiên rồi, tôi đâu có cần phải nói, nhưng mà sẵn dịp thì tôi muốn nói ra như vậy để mà quý vị sau này thông cảm cho tôi ít nhất, đúng không? Thì tôi không sợ chết rồi đó. Nếu mà quý vị cho rằng là tôi sợ chết á, thì quý vị nhầm rồi, sai lầm rồi, đúng không? Vì cuộc sống của tôi nói chung mấy cái thứ đó là không có cái gì mà tôi sợ hết đó, đúng không? Mà thôi thì chúng ta hãy bắt đầu tiếp tục với cái đoạn sau, không? Thì trong cái đoạn 16 á, và tôi sẽ cầu nguyện với Chúa Cha, và Ngài ông ta nhất định cho quý vị một vị an ủi khác mà ông ta có thể nghe hoặc làm theo với quý vị mãi mãi, đúng không? Thì đó là một cái ví dụ mà Ngài có thể làm cho quý vị khi mà quý vị nghe lời Ngài, phải không? Và không có chống đối cái luật lệ và 10 cái lệnh của Ngài, đúng không? Thì đó là một cái ví dụ mà Ngài muốn cho quý vị biết á, cho quý vị hiểu á, rằng á, nếu mà quý vị yêu thương Ngài á, bằng cách là nghe lời Ngài á, làm theo những cái luật lệ của Ngài á, cái lệnh của Ngài á, thì Ngài cũng sẽ nghe những lời cầu nguyện của quý vị, đúng không? Thì nó chỉ là như vậy thôi, đúng không? Thì trong cái đoạn 17 á, cả cái linh hồn của sự thật mà cái thế giới này không thể nhận được, hoặc bởi vì nó không thấy ông ta hoặc ngài, mà cũng không biết ông ta hoặc ngài luôn, đúng không? Nhưng quý vị biết ông ta hoặc ngài, vì ngài hoặc ông ta ở cùng với quý vị và nhất định ở trong quý vị. Như là sao? Quý vị thấy chưa? Nếu mà quý vị thật sự yêu thương Chúa Cha của chúng ta, yêu thương ngài hết lòng, hết đầu óc, hoặc là hết trí khôn, hết thể xác và hết cả cái linh hồn của chúng ta, thì nói một cách ngắn gọn là hết cả cái cuộc đời của chúng ta, hết cả cái tính mạng của chúng ta, thì hết cả cái cuộc sống của chúng ta, thì Ngài cũng sẽ không bao giờ bỏ chúng ta, đúng không? Ngài sẽ luôn luôn sẽ ở cùng với chúng ta. Ngài đã nói rồi,
Cho dù chúng ta trong một cái tình trạng hay là trong cái hoàn cảnh hay là trong cái trường hợp nào đó nguy hiểm hay là bất bất đắc dĩ như thế nào đi chăng nữa, thì Ngài cũng sẽ luôn luôn thì Ngài cũng sẽ luôn luôn ở cùng với chúng ta và sẽ luôn luôn sống cùng với chúng ta vì vì chúng ta có cái đền thờ trong sạch để Ngài có thể có nơi để mà nghỉ ngơi, để mà Ngài có thể để chân của Ngài, như Ngài đã nói trong quyển sách OC đó, không? 66 đúng không? Thì khi mà chúng ta có một cái đền thờ cho Ngài Ngài ở thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ chúng ta, đúng không? Là vì Ngài sẽ luôn luôn ở cùng với chúng ta, đúng không? Yêu thương chúng ta, giúp đỡ chúng ta về mọi điều, mọi chuyện hay bất cứ một cái thứ gì, một cái điều gì đó, một cái chuyện gì đó, đúng không? Thì Ngài sẽ không, tuyệt đối sẽ không có bỏ chúng ta, không? Cho dù có vẻ đôi khi chúng ta cảm thấy chúng ta cảm thấy không bất an, hay là cảm thấy không có cái sự an toàn, hay là cảm thấy cô đơn, hay là cảm thấy vô lực, hay là này nọ vân vân, không? Nhưng mà đừng có sợ, khi mà quý vị cảm thấy như vậy á thì là bình thường thôi. Là tại sao? Là vì rõ ràng á là có Chúa Cha ở cùng với quý vị, phải không? Là có nghĩa là sao? Là quý vị sẽ dựa vào Ngài, không cần cái sự giúp đỡ của Ngài, đúng không? Là vì chúng ta yếu, không? Chúng ta là vị con cái của đàn ông, không? Và phụ nữ, đúng không? Thì chúng ta là yếu, cho nên chúng ta sẽ cần tới Ngài, sẽ cần cái sự giúp đỡ của Chúa Cha, đúng không? Cho nên chúng ta không cần phải sợ, vì Ngài sẽ luôn ở cùng với chúng ta. Và miễn sao là chúng ta giữ cái đền thờ của chúng ta trong sạch, và miễn sao chúng ta có cái sự thật của Ngài, không? Và miễn sao chúng ta giữ 10 cái lệnh và các cái luật lệ của Ngài, đúng không? Và làm theo cái đạo lý của Ngài, chỉ có như vậy thôi. Cho nên không có cái gì là phải sợ hết, tuyệt đối đừng có sợ. Cho dù chúng ta chết đi chăng nữa, nhưng mà Ngài vẫn có thể là làm cho chúng ta thức dậy lại, đúng không? Từ cái sự chết chóc trở lại cái có cái sự sống, đúng không? Đó là cái sức mạnh của Ngài mà, và đó là cái điều mà ông ma quỷ tuyệt đối không có, đúng không? Vì Ngài có thể làm cho chúng ta sống lại, vì đó là cái sức mạnh của Ngài mà, đúng không? Qua cái sự hoàn hảo của Ngài, qua cái sự ngay thẳng của Ngài, qua cái sự trung thành của Ngài, qua cái sự tràn đầy cái sự yêu thương của Ngài, đúng không? Thì chỉ như vậy thôi, đúng không? Cho nên Ngài có khả năng, có cái sức mạnh, có cái quyền lực, có cái sức lực có thể thực hiện được những cái điều đó, những cái thứ mà chúng ta cần. Thì đôi khi cuộc sống rất là khó khăn, đau khổ, những cái trở ngại này nọ vân vân, đúng không? Nhưng mà Ngài sẽ luôn luôn gửi một vị an ủi chúng ta trong cái lúc mà chúng ta cần nhất. Thì nó như là một cái chuyện, cái sự yêu thương, đúng không? Nó chỉ tới với chúng ta, nó chỉ đến với chúng ta trong cái lúc mà chúng ta cần nó nhất, đúng không? Và đó là cái thánh thần của Ngài đó, đúng không? Nhưng mà quý vị cảm thấy là cực kỳ cô đơn, cực kỳ là kiểu là bị bỏ rơi hay này kia, rồi sau đó lại tự nhiên có một vị nào đó an ủi quý vị, tự nhiên có một vị nào đó kiểu là khuyến khích quý vị trở thành vui vẻ, kiểu là cảm thấy có hứng sống cuộc sống tốt, có hứng làm một cái điều gì đó tốt đẹp, không? Hoặc là có hứng để sống, không? Kiểu là cảm thấy mình cái thể vui tươi, cười nhiều, vân vân, đúng không? Thay vì phải buồn bã này nọ vân vân, lo ngại, lo sợ hay gì đó, đúng không? Thì đó là cái điều mà tôi muốn nhắc nhở lại quý vị, đúng không? Nên đừng có sợ. Ngài sẽ luôn luôn ở cùng với chúng ta và sẽ luôn luôn gửi tới cái thánh thần của Ngài để mà an ủi chúng ta, hiểu không? Trong lúc mà chúng ta cần nhất nha. Cho nên đâu phải lúc nào chúng ta cũng cần cái điều đó đâu, không? Tại vì đôi khi chúng ta sống sung sướng quá, vui vẻ quá, cho nên chúng ta đôi khi cũng quên cái điều đó, không? Là quên biết ơn Ngài, biết cảm ơn Ngài, không? Biết như là chúng ta, vì cái sự sung sướng của chúng ta đôi khi nó làm cho chúng ta quên đến
đã làm cho nó đã làm cho chúng ta nhiều số chúng ta đã quên tới ngày đúng không? Thì quý vị phải cẩn thận biết không? Cho dù chúng ta trong cái lúc tốt đẹp hay là xấu, hay là hạnh phúc, hay là thành công, hay là không có thành công, nhưng mà chúng ta tuyệt đối đừng có bao giờ quên Chúa Cha, và tuyệt đối đừng có bao giờ quên cái luật lệ của Ngài, những cái lệnh của Ngài đúng không? Và đặc biệt là phải hãy luôn luôn nhớ giữ cái ngày Sa-bát trong sạch, hãy luôn luôn nhớ giữ cái ngày thứ bảy trong sạch, không được phạm tội đúng không? Nghĩa là không được chống chống đối 10 cái lệnh nha, tuyệt đối đừng có chống đối 10 cái lệnh, là có nghĩa là phải làm theo 10 cái lệnh. Rồi trong cái đoạn 18 á, tôi sẽ không để quý vị bất an đâu, hiểu không? Tôi sẽ đến với quý vị, thấy chưa? Thì như những gì tôi vừa mới nói đúng không? Thì Ngài đã nói rõ là Ngài sẽ không để cho chúng ta cảm thấy cô đơn, không có cái sự bình yên, hay là không có an toàn, hay là này nọ. Thì Ngài đã nói rồi, Ngài sẽ luôn ở cùng với chúng ta, cho nên quý vị đừng có sợ gì đó. Thì trong cái tiếp theo á, trước đó thì tôi xin uống cái quá. Thì trong Giang ấy, 15 á, chương 15 á, đoạn 18 á. Nếu cái thế giới này ghét quý vị ấy, quý vị biết là nó đã ghét tôi trước nó ghét quý vị. Thấy chưa? Thì nếu mà những ai mà có vấn đề với quý vị á, chỉ bởi vì quý vị đã làm theo những gì mà Ngài đã nói không? Đã làm theo những cái luật lệ của Ngài, những cái lệnh của Ngài và cái luật lệ của Ngài đúng không? Và sống theo cái sự thật của Chúa Cha đúng không? Và theo cái đạo lý của Ngài đúng không? Thì khi mà quý vị sống cuộc sống đó thì quý vị sẽ thấy nhiều vị ngoài kia sẽ bắt đầu không thích quý vị, rồi bắt đầu cảm thấy là quý vị kỳ lạ này nọ, rồi họ sẽ bắt đầu có cái thái độ kỳ cục với quý vị, nghĩa là họ luôn luôn sẽ tìm cách để mà hủy hoại quý vị, sẽ luôn luôn có cái ý đồ, cái âm mưu này, âm mưu nọ, rồi có những cái ý ác này nọ với quý vị, phải không? Thì đừng có sợ, vì như Ngài đã nói, Ngài sẽ luôn luôn ở cùng với quý vị và sẽ luôn luôn bảo vệ quý vị khỏi từ những cái thủ đoạn đó, những cái sự ác ý của cái bọn ma quỷ, phải không? Cho nên quý vị đừng có sợ, vì Ngài sẽ đánh những cái bọn ma quỷ cho quý vị, đúng không? Rồi trong cái đoạn 19 á, thì nếu quý vị là của cái thế giới này, có thể yêu riêng của ông ta hoặc mình, đúng không? Nhưng bởi vì quý vị không phải là của thế giới này, nhưng tôi đã chọn quý vị khỏi cái thế giới, cho nên cái thế giới này ghét quý vị. Thấy chưa? Lý do những vị ngoài kia, những bọn ngoại tộc, hay là những vị cùng dân tộc, hay là cùng sắc tộc, hay là vân vân á, ở ngoài kia mà ghét quý vị, thì có nghĩa là quý vị đã được chọn, đúng không? Là vì Ngài đã chọn quý vị, cho nên mới nhiều vị ngoài kia ghét quý vị, là tại vì quý vị có Chúa Cha ở cùng với quý vị, đúng không? Vì Chúa Cha yêu thương quý vị cho nên họ có vấn đề, phải không? Tại vì Chúa Cha không có yêu thương họ, vì họ là những con cái của tội lỗi, phải không? Con cái của ma quỷ, và cái cách sống của họ cực kỳ tội lỗi, cho nên Chúa Cha rất là cực kỳ ghét những cái điều đó, phải không? Thì đó là lý do tại sao họ có vấn đề với quý vị. Bây giờ quý vị đã hiểu chưa? Đó. Thì đó, thì nếu mà quý vị bị ghét thì có nghĩa là Chúa Cha yêu thương quý vị nhiều lắm đó, đúng không? Rồi tiếp theo trong Giang 14 này, chương 14 đoạn 21 này. Ông ta hoặc vị nào mà có những cái lệnh
của tôi thì vì đó hoặc hoặc vì ta yêu thương tôi, đúng không? Và ông ta hoặc vị nào mà yêu thương tôi nhất định được yêu bởi nhất định được yêu thương bởi Chúa Cha của tôi, đúng không? Và tôi sẽ yêu thương ông ta hoặc vị ta, không? Và tôi sẽ hiện diện bản thân của mình đến với ông ta hoặc vị ta, đúng không? Thấy chưa? Nếu mà quý vị có những cái lệnh của Chúa Cha là 10 cái lệnh đó, hoặc là cái luật lệ của Ngài, cái đạo lý của Ngài, phải không? Cái sự thật của Ngài, cái lời tiên tri của Ngài, hoặc là cái tin mừng của Ngài, đúng không? Thì có nghĩa là Ngài sẽ yêu thương quý vị và Ngài sẽ ở cùng với quý vị, đúng không? Và đây là do cái lời nói của Ngài mà, tôi đâu có bịa ra đâu, đúng không? Thì trong cái đoạn 20, trong cái đoạn 23 đó, thì giảng Chrysae đã trả lời và nói với ông ta hoặc vị ta: nếu một đàn ông yêu thương tôi, vị ta hoặc ông ta sẽ giữ những lời nói của tôi, và Chúa Cha của tôi sẽ yêu thương vị ta hoặc ông ta, và chúng tôi sẽ đến với ông ta hoặc vị ta và làm nhà ở hoặc sống với ông ta hoặc vị ta. Nghe rồi chưa? Quá rõ ràng, hết sức cực kỳ rõ ràng là Ngài đã nói. Rồi cái đoạn rồi cái đoạn 31 này: nhưng mà cái thế giới có thể biết là tôi yêu thương Chúa Cha, và cũng như Chúa Cha đã trao cho cái lệnh, cả tôi cũng phải làm. Được không? Rồi Ngài nói: đứng dậy, chúng ta hãy đi thôi. Sau đây hoặc từ đây, nghĩa là sao? Chúng ta hãy bắt đầu sống một cuộc sống đó và làm gương cho những vị ngoại tộc, những ai ngoài kia, để mà có thể thấy được cái sự yêu thương vĩ đại, tuyệt vời, tốt đẹp, trung thành, ngay thẳng, và tràn đầy cái sự yêu thương của Chúa Cha, phải không? Trong chúng ta, để mà họ có thể tin tưởng vào Chúa Cha của chúng ta, đúng không? Thì đó là cái ý mà nó muốn nói ở đây trong cái đoạn này, phải không? Thì nói chung là dạng Chris He cũng đành phải làm theo, và không chỉ là chúng ta mà biết không, chính Ngài cũng phải đành phải làm theo, ngoan ngoãn nghe lời Chúa Cha, phải không? Thì chúng ta cũng đâu có ngoại lệ gì đâu, đúng không? Với lại một cái điều nữa tôi muốn nói với quý vị á, là thế này. Thì trước khi tôi hết cái thời gian á, thì tôi xin nhắc nhở quý vị á, là quý vị phải phải bắt đầu thuộc lòng, hiểu và làm theo, 10 cái lệnh, không? Quý vị phải bắt buộc phải thuộc lòng, hiểu và làm theo 10 cái lệnh như tôi đã chia sẻ cho quý vị trong những cái lệnh, không? Hoặc là 10 cái điều răn đó, không? Thì quý vị tuyệt đối phải 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 nhất định làm theo, hoặc là bắt buộc phải làm theo 10 cái lệnh. Cái lệnh thứ nhất là gì? Là yêu thương chỉ mỗi mình Chúa Cha, đúng không? Là thứ hai là gì? Hãy tránh xa những cái điều mà thờ hình tượng, đúng không? Hoặc là những mọi 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 cái hình thức của hình tượng, đúng không? Phải tránh xa những cái thứ tội lỗi đó, không? Những cái điều tội lỗi đó, không? Thứ ba là gì? Thì là chúng ta phải hiểu hoặc biết được cái danh của Ngài, không? Cái tên của Ngài và cái đạo lý của Ngài, đúng không? Cái tên của Ngài là Chúa Cha, là tôi vẫn là tôi, hoặc anh bị hờ mơ và Ngài vẫn là như vậy, đúng không? Cái đạo lý của Ngài là gì? Thì như tôi đã nói đó,
là cái lời tiên tri của ngày, cái tin mừng, cái tin vui, cái tin tốt, cái tin đẹp đó, phải không? Cái tin lành đó, tin mừng đó, phải không? Và cái luật lệ hoặc 10 cái lệnh của ngày đó, phải không? Thì đó là cái đạo lý của ngày, biết không? Và cái tên của con trai của Chúa Cha là dạng Christ, là Chúa Christ, là Ngài Đấng Cứu Thế, đúng không? Thì cái lệnh, cái đó là cái lệnh thứ ba, đúng không? Còn cái lệnh thứ tư thì sao? Phải giữ cái ngày Sa-bát trong sạch, đúng là tuyệt đối đừng có phạm tội, đúng không? Là phải dùng cái ngày đó để yêu thương Chúa Cha, đúng không? Tôn vinh ca ngợi ngày, đúng không? Đó. Rồi cái lệnh thứ năm, đúng không? Là tôn kính cha mẹ, phải yêu thương cha mẹ, đúng không? Rồi cái lệnh thứ sáu thì sao? Là tuyệt đối đừng có giết, đúng không? Rồi cái lệnh thứ bảy thì sao? Thì tuyệt đối đừng có ngoại tình, đúng không? Rồi cái lệnh thứ 8 thì sao? Thì tuyệt đối đừng có ăn cắp hoặc đừng có cướp, đúng không? Rồi thứ 9 là gì? Thì đừng có làm một nhân chứng giả dối, đúng không? Đừng có làm nhân chứng giả dối, đúng không? Rồi thứ 10 là gì? Thì tuyệt đối đừng có tham muốn hoặc tham lam, đúng không? Thì đó là 10 cái lệnh mà quý vị tuyệt đối quý vị phải nhất định làm theo, nhất định phải thuộc lòng, nhất định phải hiểu, nhất định phải thực hiện, phải làm theo, đúng không? Đó, rất là quan trọng nha quý vị, vì sau này quý vị sẽ cần tới nó đó. Hãy tin tôi đi, vì còn không á, tôi bảo đảm quý vị sẽ không có ai có thể bảo vệ quý vị đâu. Vì ngài không sẽ không vì nếu mà quý vị không làm theo những cái điều này á, thì ngài không thể nào mà bảo vệ được quý vị đâu, đúng không? Vì ngài là sẽ là cái bảo là cái vệ sĩ của quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn ngài bảo vệ quý vị thì quý vị phải làm theo 10 cái lệnh này, đúng không? Đó, cực kỳ rất là quan trọng nha. Thì trước khi thời gian sẽ hết á, thì tôi muốn đọc cái gian chương 14 đoạn 13 nha. Và bất cứ điều gì quý vị nhất định xin trong cái danh của tôi mà tôi sẽ làm, đúng không? Thì cái Chúa Cha có thể được ca ngợi tôn vinh qua con trai, đúng không? Qua con trai, đúng không? Đoạn 14 này, nếu quý vị nhất định xin bất cứ cái gì trong danh của tôi sẽ làm nó. Thấy chưa? Thì quý vị hiểu chưa? Cái sức mạnh của một vị mà thực sự yêu thương Chúa Cha là nó có cực kỳ vô cùng là sức mạnh, đúng không? Cực kỳ là mạnh. Vì sao? Những thứ gì quý vị xin, những thứ gì quý vị cầu nguyện, những thứ gì quý vị, cái điều gì quý vị hỏi Ngài, xin Ngài, thì Ngài sẽ trả lời và Ngài sẽ chấp nhận cái lời cầu nguyện của quý vị và Ngài sẽ làm theo những cái điều mà quý vị cầu xin, đúng không? Thì tôi nói một cách khác này, ví dụ này, để mà quý vị phải nên cẩn thận, đúng không? Để mà quý vị không bị tội, đúng không? Và bị lỗi, đúng không? Thì khi mà một vị ngay thẳng á, một đàn ông dân tộc Cho Thái của chúng ta và phụ nữ ngay thẳng á, mà xin cầu xin cái điều gì đó, thì nó có nghĩa là nếu mà vị đó cầu nguyện với Chúa Cha thì cái lệnh nó tới thiên đàng, phải không? Rồi sau đó nó sẽ tới với một vị nào đó mà một vị ngay thẳng và có cái sự yêu thương của Chúa Cha xin thì nó sẽ tới liền, phải không? Thì nếu mà một vị đó mà cầu nguyện hoặc là prasrá hoặc là nguyền rủa một vị nào đó, phải không? Thì khi mà một vị đàn ông ngay thẳng tốt đẹp đó trung thành với ngài ấy, mà cầu cầu nguyện với ngài ấy, là cái lời cầu nguyện nó lên tới thiên đàng, phải không? Thì khi mà nó tới thiên đàng á, thì ngài sẽ đưa lệnh cho thiên thần, phải không? Cho những vị thiên thần, đúng không? Rồi thiên thần sẽ xuống địa ngục, rồi đưa lệnh cho những ai mà cai trị cái địa ngục á, rồi rồi sau đó cái những bọn ma quỷ sẽ kiếm chuyện
với bất cứ ai đó mà một vị ngay thẳng tốt đẹp mà đã Pasra hoặc nguyền rủa họ, biết không? Bây giờ quý vị hiểu cái sức mạnh của một vị đàn ông Do Thái ngay thẳng chưa? Hiểu chưa? Hoặc là một vị phụ nữ dân tộc Do Thái ngay thẳng chưa? Đó. Cho nên quý vị cực kỳ phải rất là cẩn thận trước khi sỉ nhục một vị tốt nào đó không? Trước khi nói bậy bạ không? Đó. Quý vị phải rất là cực kỳ cẩn thận, biết không? Thì trước khi thời gian nó sẽ hết đó, thì tôi hy vọng sẽ đọc được cái điều này. Giang 8, chương 8 đoạn 32 nha. Thì và quý vị nhất định biết cái sự thật, và cái sự thật nhất định làm quý vị tự do. Thấy chưa? Vậy thôi, xin hết.